Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 cho toàn tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Xuân Quân Viên, Trang Lương và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đi qua phần điểm tin. Tổng thống Ukraine nói rằng đàm phán với Nga khó khăn, đôi khi đối đầu. Nga nói ý tưởng của Ba Lan về việc lực lượng giữ gìn hòa bình ở Ukraine có thể dẫn đến đụng độ với NATO. Vụ tấn công giết chết 4 người ở Israel. Người dân Texas nhớ lại nỗi kinh hoàng sau khi cơn lốc xoáy tàn phá nhà. Nhân viên Disney biểu tình phản đối phản ứng của công ty đối với dự luật Florida. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine nói rằng đàm phán với Nga khó khăn. Xin mời quý vị hãy theo dõi cùng với sứ ngôn viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay đã cho biết là Tổng thống Ukraine nói rằng đàm phán với Nga khó khăn, đôi khi đối đầu. Tổng thống của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky đã cho biết là các cuộc đàm phán hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài một tháng là khó khăn và đôi khi phải đối đầu. Nhưng cũng nói thêm rằng, chúng tôi đang từng bước tiến về phía trước. Trong một đoạn video phát biểu vào cuối ngày thứ Ba, ông Zelensky cũng đã cho biết 100.000 người đang sống ở thành phố Mariupol đã bị bao vây, đang trong điều kiện vô nhân đạo, không có thức ăn, nước uống hay là thuốc men. Ngoài ra, ông cũng cho biết là thành phố phải hứng chịu pháo kích và bắn phá liên tục. Trước đó, ông Mikhail Morozov là giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia của Nga vào hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 3 cũng đã yêu cầu lực lượng Ukraine ở Mariupol đầu hàng, đồng thời đổ lỗi cho phía Ukraine về việc các hành lang nhân đạo liên tục bị sụp đổ. Tuy nhiên, ông Zelensky đã cáo buộc lực lượng Nga cản trở nỗ lực di tản dân thường khỏi thành phố này. Đáp lại, Nga thì Mariupol cự tuyệt yêu cầu đầu hàng. Phó Thủ tướng của Ukraine là Irina Vereshchuk cũng đã xác định không thể có chuyện đầu hàng hay là hạ vũ khí. Chúng tôi đã thông báo cho phía Nga về việc này. Sau gần một tháng giao tranh, Ukraine và Nga đã trải qua 4 vòng đàm phán hòa bình. Vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 5 giờ đồng hồ vào ngày 28 tháng 2, vòng thứ hai vào ngày 3 tháng 3 và vòng đàm phán thứ ba vào ngày 7 tháng 3. Vòng đàm phán trực tuyến lần thứ tư bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 cho đến nay vẫn chưa có kết quả, dù hai bên từng có thời điểm đã cho thấy tín hiệu lạc quan. Nga nói ý tưởng của Ba Lan về lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine có thể dẫn đến đụng độ với NATO. Bộ trưởng Ngoại giao Nga là Sergei Lavrov hôm thứ Tư cho biết việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Liên minh quân sự NATO. Tuần trước, thì Ba Lan cho biết là họ sẽ chính thức đệ trình đề nghị về một sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo. Phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Moscow của Nga, đó là quyết định rất liều lĩnh và rất nguy hiểm. Bất kỳ cuộc đụng độ tiềm tàng nào giữa lực lượng Nga và NATO cũng sẽ dẫn đến những hậu quả rất khó sửa chữa và không có rõ ràng. Hội nghị thượng đỉnh NATO được Tổng thư ký là Jens Stoltenberg triệu tập nhằm thảo luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cũng như là năng lực phòng thủ và răn đe của Liên minh. Một số thành viên NATO, trong đó có Hoa Kỳ, đã từ chối ủng hộ lời kêu gọi của Ba Lan. Liên minh này nhiều lần từ chối cử lực lượng tới tham chiến tại Ukraine và khước từ lập vùng cấm bay theo đề nghị của Kyiv do lo ngại nguy cơ nổ ra xung đột trực tiếp với Nga. Hoa Kỳ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine nhưng cũng nhiều lần bác khả năng điều lực lượng tới quốc gia Đông Âu này. Vụ tấn công giết chết 4 người ở Israel. Kính thưa quý vị, một nhân chứng vụ tấn công khiến ít nhất là 4 người bị thiệt mạng ở thành phố Beersheba, miền nam của Israel vào hôm thứ Ba đã cho biết anh đã chứng kiến nhiều thương vong. Cảnh sát cũng cho biết một kẻ tấn công người Ả Rập đã thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều năm trước khi ông ta đã bị bắn bởi một người qua đường. Không có tuyên bố trước mắt tổ chức nhận trách nhiệm. Báo chí của Israel cũng đã xác định
Kẻ tấn công là một công dân Ả Rập của Israel, là một cựu giáo viên trung học đã từng bị bỏ tù vì cáo buộc là có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Trong một tuyên bố trên video, Bộ trưởng Quốc phòng của Israel là Benny Gantz đã nói rằng IDF và lực lượng an ninh sẽ thực hiện và sẽ sử dụng mọi cách để ngăn chặn các vụ khủng bố nhiều nhất có thể. Bất kỳ ai khuyến khích hoặc là ủng hộ cho các cuộc tấn công mới nhất sẽ phải trả giá. Dịch vụ xe cứu thương là Maiden David Odom cũng đã cho biết là ba phụ nữ và một người đàn ông đã bị thiệt mạng bởi kẻ tấn công. Kẻ đã thực hiện vụ tấn công tại một trạm xăng dầu và tại một trung tâm thương mại mua sắm ngoài trời. Và ít nhất là hai người khác đã bị thương, một người nguy kịch. Người Texas nhớ lại nỗi kinh hoàng sau khi cơn lốc xoáy tàn phá vào nhà. Vào hôm thứ Ba, thì một ngày sau khi ít nhất là hai cơn lốc xoáy ập vào miền trung Texas, một người dân địa phương đã mô tả nỗi kinh hoàng khi phát hiện ngôi nhà của mình bị hư hại đáng kể. Một cơn lốc xoáy đã ập vào ngôi nhà 30 năm của Terry Grondin ở Round Rock, Texas hôm thứ Hai, phá hủy nhà để xe của ông. Grondin và vợ không có nhà ở khi cơn lốc xoáy ập đến, nhưng Grondin nói với Reuters rằng ông đã bị khủng hoảng bởi thiệt hại gây ra. Theo như các giới chức thì nhiều ngôi nhà đã bị hư hại hoặc bị bỏ lại trong đống đổ nát tại thành phố có khoảng 120.000 dân. Cảnh sát cho biết là các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng về cấu trúc nhưng chỉ có thương tích nhẹ đã được báo cáo. Cơ quan thời tiết quốc gia cảnh báo rằng hệ thống bão tại các cơn lốc xoáy có thể mang lại gió lạnh, mưa đá và khả năng xảy ra nhiều lốc xoáy hơn ở Texas và Oklahoma vào hôm thứ Ba. Nhân viên của Disney biểu tình phản đối phản ứng của công ty đối với dự luật Florida. Các nhân viên của công ty Walt Disney Company đã tổ chức các buổi biểu tình và các chiến dịch truyền thông xã hội vào hôm thứ Ba để phản đối phản ứng của công ty đối với luật pháp Florida, trong đó hạn chế thảo luận trong lớp học về khuynh hướng tình dục và các bản về phân biệt giới tính. Trong một cuộc biểu tình công khai hiếm hoi về tình trạng bất ổn, thì khoảng 60 nhân viên của Disney đã tập trung tại một công viên bên ngoài Los Angeles, nơi họ cầm những tấm biểu kêu gọi Disney bảo vệ trẻ em LGBTQ và hô vang Disney nói đồng tính, chúng tôi sẽ không từ bỏ. Disney đã gặp phải chỉ trích nội bộ về lập trường công khai của mình đối với dự luật này, mà các nhà phê bình gọi là dự luật đừng nói đồng tính. Các nhà tổ chức cũng đã kêu gọi Disney ngừng đóng góp chiến dịch cho các chính trị gia ủng hộ cho biện pháp của Florida và phát triển một kế hoạch để bảo vệ nhân viên khỏi dự luật này. Họ cũng muốn Disney tạm dừng việc xây dựng ở Florida, nơi có công viên giải trí Walt Disney World hàng đầu của công ty, cho đến khi tiểu bang bãi bỏ biện pháp mà thống đốc của đảng Cộng hòa là Ron DeSantis đã cho biết là ông sẽ ký thành luật. Nếu vậy thì luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Xin mời quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng. Bảo Khanh và Trang Lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức như là chúng tôi cố gắng duy trì sự tích cực của các nhà khoa học Ukraine Market ở Nam Cực hay những tin tức mới được cập nhật từ Việt Nam và tin tức cộng đồng. Xin mời quý vị tiếp tục đón xem.